Ngày 17 tháng 7, tại trước tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, quảng trường Trương Nữ Dương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 tại tỉnh An Giang. Ngài Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã đến dự. Mở màn chương trình là nghi lễ thắp đèn truyền thống của Ấn Độ. Theo đó, khách mời đã thắp đèn dầu bất gọi là Deepa, như một cách để ăn mừng chiến thắng của ánh sáng trước bóng đêm, biểu tượng cho chiến thắng của cái thiện trước cái ác theo phong tục của Ấn Độ. Ngay sau nghi lễ thắp đèn, khoảng 250 người tham dự đã thực hiện bài đồng diễn yoga phổ biến và thưởng thức màn biểu diễn yoga nghệ thuật. Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 tại tỉnh An Giang góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh An Giang với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và giữa nhân dân hai nước nói chung nhân kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ. Qua đó, đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa giữa tỉnh An Giang và Ấn Độ, tạo tiền đề cho việc thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, đồng thời tạo cơ hội để người dân hiểu rõ thêm về ý nghĩa lợi ích việc tập luyện yoga cho sức khỏe. Đại nhạc hội Mobifone nâng 4G nâng tầm cuộc sống. Miễn phí vé vào cửa, cơ hội trúng quà tặng giá trị. Ca sĩ Hồ Phi Nam, ca sĩ Lâm Hùng, ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Quỳnh Trang. 24 chương trình khắp miền Tây tháng 6 và tháng 7 năm nay. Xin chào An Giang, công viên thị trấn Chợ Mới ngày 26 tháng 6 và quảng trường Thoại Ngọc Hầu ngày 12 tháng 7. Mobifone nâng 4G, nâng tầm cuộc sống.